Chào mừng bạn đã quay trở lại với Anna Trần. Video này chúng tôi muốn chia sẻ với bạn một kỹ thuật đắp hoa bột ẩn. Đầu tiên là bạn sẽ đắp một lớp màu nền cho móng trước. Tùy sở thích của bạn muốn tạo màu nền gì, loại gì mà bạn sẽ thực hiện trước. Đối với kỹ thuật đắp hoa bột ẩn, khi bạn tạo lớp màu nền thì cần chú ý một điểm cực kỳ quan trọng là bạn chỉ được đắp mỏng mà thôi. Bạn chỉ cần đắp lấy màu của màu nền, không cần phải đắp lấy độ dày cho móng. Ở đây chúng ta sẽ lần lượt sử dụng bột đắp màu trắng và màu hồng, tạo ra các hiệu ứng vân loang tùy ý trên móng. Lần lượt thao tác để tạo ra một lớp nền cho móng, mỏng vừa ý. Sau khi đã tạo xong lớp nền rồi thì bây giờ bạn sẽ bắt đầu nặn hoa lên đây. Bạn sử dụng một cây cọ nặn hoa, nhúng rửa vào lưu huỳnh và bắt đầu để nặn hoa. Bạn sẽ lấy một cục bột màu trắng với kích thước tùy ý để làm cánh hoa, đặt vào vị trí muốn nặn hoa. Sau đó lần lượt tán ra các cánh hoa tùy ý. Ở môn hoa nội bột, bạn đã được học các kỹ thuật để nặn hoa nội. Bạn cứ thao tác lần lượt để tạo ra những cánh hoa tùy theo sở thích. Nhưng sẽ có một lưu ý nhỏ dành cho hoa khi bạn nặn hoa bột ẩn, rằng các cánh hoa của hoa bột ẩn này bạn sẽ tán mỏng. Nếu bạn tán các cánh hoa quá cao thì khi bạn đắp xong, mỏng móng của bạn sẽ khá dày. Vì thế bạn sẽ đắp các cánh hoa này mỏng ôm sát lấy móng. Ngoài ra thì bạn có thể sử dụng bột màu để ôm rê các cánh hoa để tạo điểm nhấn. Xong lớp cánh đầu tiên rồi thì bạn có thể lần lượt chồng tất cả các lớp cánh bạn muốn lên đây để tạo ra các hoa tùy theo sở thích như trong môn hoa nội bột bạn đã được học. Sau khi đã xong một hoa rồi thì bạn sẽ lần lượt thao tác cho tất cả những hoa bạn mong muốn trên móng. Ở bên dưới góc trái này, móng vẫn còn trống, ta sẽ tạo ra một nửa hoa dưới đây.
Sau khi đã trang trí xong tất cả những bông hoa nội bạn muốn trên móng rồi, thì bây giờ bạn sẽ thực hiện một bước quan trọng, chính là phủ một lớp bột trong lên đây cho móng. Khi phủ lớp bột trong này, bạn sẽ cần lưu ý đắp bao phủ áo đều hết cho hoa trên móng. Cũng đừng nên đắp quá dày, chỉ cần đắp bao phủ ôm lấy hết hoa là được. Sau khi đắp xong phần bột trong này là bạn cũng đã xong kỹ thuật đắp bột ẩn. Bây giờ bạn sẽ thực hiện các bước mài dũa. Sau khi mài dũa xong thì bạn cũng có thể tô điểm thêm cho hoa bằng cách sử dụng một cây cọ râu và treo vẽ màu trắng. Bạn lấy đều treo trên lông cọ và bắt đầu viền lại các cánh hoa. Bạn đặt cọ và bắt đầu viền theo những đường viền ngoài cùng của các cánh hoa, uốn lượn tự nhiên. Viền xong hết cho các cánh hoa thì bạn cho đi hơ đèn để cố định phần treo vẽ này. Bước cuối cùng của bạn sẽ là sơn bóng treo lên đây thì bạn cũng đã hoàn tất mẫu móng. Vậy là bạn vừa cùng với Anna Trần thực hiện xong kỹ thuật đắp hoa ẩn. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy nhấn like và nhấn chia sẻ để bạn bè cùng xem. Nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để đón xem các video mới của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!